Siêu thị máy tính Anka xin chào. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về sản phẩm HP ProBook 450 G3, một chiếc laptop mạnh mẽ với trang bị đầy đủ thiết kế bền bỉ theo tiêu chuẩn quân đội Mỹ. Một màn hình lớn cùng với nhiều công nghệ bảo mật, HP ProBook 450 G3 sẽ mang lại một không gian làm việc thoải mái cho người dùng công sở và doanh nhân. Không hào nhoáng, không lộng lẫy, nhưng vẻ ngoài chắc chắn, cứng cáp và mạnh mẽ, với khối lượng chính xác là 2,1 kg, tương đối nhẹ nhàng và dễ dàng di chuyển. HP ProBook 450 có một vẻ ngoài khá là mềm nhờ các góc được bo tròn nhẹ nhàng. Lắp máy làm từ nhựa với lớp phủ cao su mềm mại tạo cảm giác sờ rất là mịn tay. Máy có thiết kế sang trọng với phần kê tay được làm từ hợp kim nhôm xước, giúp tăng cường độ chắc chắn, tản nhiệt tốt hơn và cũng giúp cho máy giữ được độ mới sau nhiều năm sử dụng. Đối với người dùng công sở ưu tiên chất lượng bàn phím, HP đã trang bị cho máy một bàn phím rộng, hành trình phím 1,8mm tương đương với các dòng laptop gaming cho cảm giác sử dụng rất là tốt khi dùng lâu. Và phần bo mạch ở phía dưới bàn phím được thiết kế kín, chống tràn nước vào bên trong nếu như bạn lỡ tay nằm đổ nước trong những buổi trò chuyện cùng với đối tác. Bàn di chuột mượt và nhạy với hai phím trái phải tách biệt nhằm hạn chế tình trạng nhấn nhầm và sử dụng được bền hơn. Việc dữ liệu quan trọng bị đánh cắp giờ đây đã không còn bởi công nghệ mã hóa ổ cứng, bảo mật vân tay cao cấp, hữu ích và rất dễ sử dụng. Hai loa nằm phía trên bàn phím, âm thanh thỏa mãn tiêu chuẩn thông thường, gọi thoại qua Skype, nghe trong và rõ nhưng âm lượng ở mức độ trung bình. Ở mặt sau bạn có thể mở ra chỉ bằng một chiếc tu vít đơn giản, sau đó thì bạn có thể nâng cấp ổ cứng SSD hoặc RAM. HP dùng viên pin 4 cell có thể sử dụng trong khoảng 4 giờ hoạt động liên tục. Cạnh trái gồm cả ngõ xuất hình ảnh VGA lẫn HDMI, hai cổng USB 3.0. Cạnh phải thì chứa cổng LAN tốc độ giga, hai cổng USB thường, combo jack 3.5mm và một ổ đĩa quang. Được trang bị một màn hình 15.6 inch với độ phân giải lên tới Full HD với công nghệ chống chói, HP ProBook 450 G3 cho khả năng hiển thị tốt, màu sắc tương đối chuẩn cùng với khả năng hiển thị dưới ánh sáng mạnh, rất thích hợp để đồng hành cùng bạn đi làm ngoài văn phòng. Về phần cứng, sản phẩm được HP trang bị cho dòng chip Skylake của Intel Core i5 với 8GB RAM DDR4 giúp laptop vận hành nhẹ nhàng nhiều tác vụ văn phòng của bạn. Nếu nhu cầu thiết kế 3D, chơi game thì bạn có thể chọn phiên bản 2GB card rời AMD Radeon Era 7, nếu không thì chọn phiên bản Kaon, tiết kiệm được khoảng 1 triệu đồng. Tóm lại với một thiết kế bền bỉ, công nghệ bảo mật vân tay tin cậy cùng với cấu hình mạnh mẽ, tuy nhiên ProBook 450 G3 chưa làm tốt nhiệm vụ giải trí với tấm nền TN nghèo nàn và bộ loa mờ nhạt. Nhưng có lẽ đây chính là cách mà HP làm giảm giá thành sản phẩm. Giá bán chỉ hơn 13 triệu đồng tại An Khang. HP ProBook 450 G3 rất xứng đáng là ưu tiên lựa chọn của giới văn phòng công sở và còn phù hợp với những bạn sinh viên muốn tìm một chiếc máy ổn định phục vụ cho học tập. Siêu thị máy tính An Khang cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!